Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên tại gia mang lại may mắn, tiền tài, giàu sang, phú quý. Vâng, xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt là được sự hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bàn thờ tổ tiên chính là nơi để con cháu tưởng nhớ và tỏ lòng tôn kính với đấng sinh thành, gia tiên và những người trong gia đình đã khuất. Chính vì vậy mà việc thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng và cũng là phong tục có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay. Bàn thờ chính là nơi hội tụ linh khí và mang ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc. Do đó, việc bày trí trên bàn thờ sao cho hợp phong thủy là hết sức quan trọng. Mà gia chủ nào chúng ta cũng cần phải biết. Vậy thì việc bày trí bàn thờ như thế nào mới là đúng? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, trước khi quý vị đi vào nội dung chi tiết và lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi thì quý vị đừng quên like video này và đồng thời đăng ký kênh, chọn vào tín hiệu quả chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Đây sẽ là hành động giúp cho quý vị biết thêm được những thông tin hữu ích. Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên tại gia mang lại may mắn, tiền tài, giàu sang, phú quý. 1. Đối với khảm thờ, ngai thờ. Đối với gia đình có nhiều thế hệ, khảm thờ có vai trò đặc biệt trong không gian thờ cúng. Khảm thờ thường được làm bằng gỗ và được trang trí hoa văn cầu kỳ, được khuyên nên đặt trong cùng và sát tường. Những gia đình có dùng ngai thờ để làm phần thay thế cho khảm thờ nên có thiết kế nhỏ hơn và gia chủ cần đặt bài vị tượng trưng cho tổ tiên bên trong là được. 2. Đối với ảnh thờ. Theo văn hóa của người phương Đông, trong đó có người Việt Nam, thì việc thờ cúng mang một ý nghĩa tâm linh rất lớn. Bởi vậy, mỗi đồ vật trên gian thờ đều được quan tâm về vị trí sắp xếp, sao cho cân đối và có được sự trang nghiêm nhất. Nhiều người thường nghĩ rằng việc đặt di ảnh trên bàn thờ là xong, nhưng lại không hiểu hết ý nghĩa của nguyên tắc sắp xếp để việc thờ cúng thêm hiệu quả. Chính điều này đã vô tình vướng phải các điều cấm kỵ khiến cho cuộc sống và công việc trở nên không suôn sẻ. Di ảnh của người đã khuất nên đặt ở trong bàn thờ và đặt sau bát hương để cúng bái người đã khuất. Bên cạnh đó, các đồ vật khác như nến, hoa, mâm lồng cũng được sắp xếp gọn gàng và cân đối nhất mang đến tính phong thủy. Khi thờ cúng tổ tiên, bạn nên đặt di ảnh của người mất dựa theo quy tắc nam tả, nữ hữu, tức có nghĩa là nam trái và nữ phải. Nói một cách dễ hiểu hơn, về cách treo ảnh thờ, gia chủ cần đặt di ảnh của ông về phía bên trái và di ảnh của bà về phía bên phải, dựa theo hướng từ bàn thờ nhìn ra ngoài. Còn nếu nhìn theo hướng của chủ nhà khi đặt lễ thì đặt bên ngược lại, nghĩa là ảnh thờ của ông sẽ đặt bên phải và ảnh thờ của bà sẽ đặt bên trái của gia chủ. Nếu gia đình của bạn là gia đình có nhiều thế hệ và thờ cúng tất cả gia tiên tiền tổ, thì quy tắc này vẫn được áp dụng, nhưng bạn nên chia thứ bậc ra từ trên cao xuống thấp, có nghĩa là phía trên là tổ tiên, sau đó đến ông bà và các bậc bề dưới. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt kích thước ảnh thờ sao cho cân đối và phù hợp với không gian thờ cúng. Bạn tuyệt đối không nên đặt ảnh thờ lệch và ngang hàng với bát nhang và không được để ảnh thờ dính bụi bẩn. Tóm lại, khi thờ cúng tổ tiên và những người đã khuất, bạn nên thực hiện theo các nguyên tắc phong thủy, theo đúng các vị trí, theo cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên. Hơn nữa, đối với vấn đề tâm linh này, điều cốt lõi và cần thiết nhất chính là sự thành tâm. Khi có được sự thành tâm của gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình, sẽ có được sự hạnh phúc và yên tâm hơn về không gian thờ cúng. 3. Đối với bát hương. Trước đây, việc bài trí bát hương trên bàn thờ chỉ đơn thuần mang giá trị tinh thần về truyền thống văn hóa của nước ta, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nhưng đến ngày nay, theo các nhà phong thủy thì việc đặt bát hương trên bàn thờ đúng chuẩn sẽ đem đến nhiều điều may mắn và tốt lành hơn cho gia chủ và trong cuộc sống. Tùy theo bàn thờ của mỗi gia đình, mỗi vùng miền thì việc đặt bát hương trên bàn thờ là khác nhau. Nếu miền Bắc sẽ sắp xếp 3 bát hương trên bàn thờ thì miền Nam lại sắp xếp từ 3 đến 5 bát hương. Theo phong thủy, mỗi bàn thờ gia tiên tốt nhất nên có 3 bát hương. Tín ngưỡng của ông bà ta để lại thì thông thường gia chủ nên bày bát hương theo con số lẻ và con số được chọn nhiều nhất vẫn là con số 3. 3 bát hương được bày tại các vị trí khác nhau và thể hiện được ý nghĩa tâm linh khác nhau. Các bát hương này dùng để thờ thần linh tổ tiên và thờ cô tổ ông Mãnh. Thực tế có nhiều gia đình cho rằng việc thờ nhiều bát nhang sẽ thể hiện được lòng thành kính của mình. Tuy nhiên điều này chỉ khiến bàn thờ gia tiên trở nên chật chội hơn và nếu không bài trí đúng sẽ phạm phải các lỗi kiêng kỵ trong phong thủy.
Điều này đã vô tình làm giảm đi sự may mắn cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia phong thủy lại khuyến khích việc thờ ba bát hương trên bàn thờ gia tiên, bởi ba bát hương này có vị trí và ý nghĩa tâm linh khác nhau. Bên cạnh việc ba bát hương mang đến sự may mắn và tài lộc thì ba bát hương này lại là nơi thờ cúng đầy đủ nhất. Trong quan niệm xưa, cha ông ta chia việc thờ cúng thành ba cấp bậc khác nhau, đó là bát hương thứ nhất là thờ Phật. Phật chính là đại diện cho sự bình an và yên ổn trong cuộc sống. Phật giúp con người ta hướng thiện, hóa giải mọi điều xấu trong cuộc sống và hướng cho gia chủ những điều thanh thản nhất trong tâm hồn. Bát hương thứ hai là thần. Mỗi gia đình đều có thần linh cai quản, bảo vệ và đem đến những điều tốt đẹp đến với gia đình. Các vị thần sẽ bao gồm thổ công, thổ địa, long mạch, tiền chủ, hậu chủ. Bát hương thứ ba là bát hương gia tiên. Gia tiên tiền tổ chính là thế hệ đi trước trong gia tộc và dòng họ. Tập tục thờ cúng gia tiên là truyền thống lâu đời của nhân dân ta. Điều này không chỉ thể hiện được sự kính trọng của con cháu mà còn bày tỏ được tâm nguyện của gia chủ. Hiện nay có rất nhiều gia đình thờ một bát hương trên bàn thờ chính. Tuy nhiên, đây là điều không nên vì các vị thần và tổ tiên không thể ngự cùng một bát hương được. Điều này như là một sự bất kính với bậc bề trên và phạm phải các điều cấm kỵ, do đó bạn cần phải hết sức lưu ý. 4. Đối với đèn thái cực. Đèn thái cực thường được đặt tại chính giữa bàn thờ và phía dưới khám thờ. Loại đèn này luôn phải được phát sáng trong không gian thờ. Tốt nhất, bạn nên sử dụng đèn hoạt động bằng điện thay cho bằng dầu. Trong không gian, người ta vẫn thường quan niệm là thái cực sinh ra lưỡng nghi, cho nên trên bàn thờ nên có lưỡng nghi, tức là cặp chân nến. Do đó bạn cần phải dùng đèn thái cực. Loại đèn này thường được gia chủ đặt tại hai góc bên ngoài của bàn thờ như thể hiện ánh sáng của mặt trời và của cả mặt trăng. 5. Đối với lọ hoa và mâm hoa quả. Bình cắm hoa cần được đặt ở phía bên trái và mâm ngũ quả nên đặt tại phía bên phải và được tính từ phía trong của bàn thờ nhìn ra ngoài. Theo các nhà phong thủy thì hướng này là hướng thuận khí, đem đến những điều may mắn. 6. Bộ đinh hương. Tùy theo điều kiện của bạn mà bạn có thể xác định đặt đinh hương trên bàn thờ hay không. Bộ đinh hương thường có 3 phần và được đặt phía sau bát hương, lưu đồng sẽ có vị trí ở giữa và nến cùng với hạt sẽ được đặt cân xứng ở hai bên. Bộ đinh hương này thường được dùng để đốt trầm vào những ngày lễ Tết để mang đến không gian thờ cúng thêm sang trọng và linh thiêng hơn. 7. Ba chén nước sạch. Ba chén nước thường được dùng để đựng rượu hoặc là nước sạch trong mỗi dịp cúng bái vào các ngày rằm. Chén nước này cần được đặt ở phía trước bát hương trên bàn thờ. 8. Hoành phi, câu đối. Việc lựa chọn hoành phi và câu đối trên bàn thờ không phải là bắt buộc, cho nên bạn có thể lựa chọn hay là không cũng không bị ảnh hưởng gì. Và nếu có thể thì bạn nên chọn cuốn thư Đức Lưu Quang, thể hiện ý nghĩa Đức Sang lưu giữ muôn đời, hoặc là Đại Tự Tích Thiện Dư Khánh, có ý nghĩa đó là tích thiện có nhiều phúc đều được. Hiện nay có nhiều câu đối hay và ý nghĩa, bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Trong quá trình lựa chọn này, bạn nên ưu tiên những câu đối mang đến tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Quý vị thân mến, phần đầu tiên của chương trình, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ về cách sắp xếp bàn thờ đúng nhất. Và trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin lưu ý đến quý vị những vị trí mà bàn thờ không được phép đặt để tránh bị thần linh và tổ tiên của trách. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo. Đầu tiên, tuyệt đối không nên đặt bàn thờ đối diện với cửa chính và cổng chính của ngôi nhà. Bàn thờ chính là nơi để thờ cúng tổ tiên, cũng là nơi để con cháu nhớ về cội nguồn của mình và hy vọng cho những điều may mắn trong tương lai. Bởi thế đây chính là sợi dây kết nối của con cháu với những người đã khuất. Không gian thờ cúng này chính là nơi dừng chân và yên nghỉ của tổ tiên nên luôn phải đề cao sự yên tĩnh và thanh tịnh. Chính vì thế mà bạn cần lựa chọn không gian thờ kín đáo và có ít người qua lại. Hãy hạn chế đặt tại những vị trí như là đối diện với cửa chính hay là cổng nhà. Theo quan niệm phong thủy, khi gia chủ đặt bàn thờ đối diện với cửa chính sẽ gây bất kính với bậc bề trên. Khi bước từ ngoài vào trong, bàn thờ sẽ là vị trí đầu tiên nhìn thấy được, chính vì thế mà dễ làm mất đi sự linh thiêng và tôn kính. Ngoài ra, khi gió thổi vào, bàn thờ gia tiên sẽ dẫn đến đón nhiều sát khí bên ngoài làm ảnh hưởng không nhỏ đến bát hương khiến cho linh khí tốt không tụ được. Thứ hai, không nên đặt bàn thờ đối diện với cửa phòng ngủ. Một điều vô cùng cấm kỵ khi để cửa phòng ngủ đối diện với bàn thờ. Điều này sẽ vô tình gây ra sự thất lễ đối với bề trên và mang đến những điều kém may mắn. Hơn nữa, vị trí này sẽ làm mất đi sự trang nghiêm vốn có của không gian thờ cúng.
Bên cạnh đó, bạn cũng không nên thiết kế cửa phòng ngủ đối diện với không gian thờ cúng, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn cũng như các thành viên trong gia đình, bởi vì mùi khói hương sẽ dễ dàng xâm nhập vào trong phòng khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt, ám mùi hương và dẫn tới tình trạng khó thở. Thứ ba, không nên đặt bàn thờ đối diện với cửa của nhà bếp. Phòng bếp lại là nơi diễn ra nhiều hoạt động của gia đình, đây chính là vị trí dùng để nấu ăn, nấu nướng và thường phát ra những tiếng động gây ồn ào. Tiếng trò chuyện của gia đình cũng vậy, chính vì vậy mà không gian thờ cúng sẽ mất đi sự yên tĩnh cần có. Hơn nữa, phòng bếp cũng là nơi nấu ăn nên dễ bị ám mùi của thức ăn. Khi phòng bếp đối diện với phòng thờ sẽ gây ra tình trạng bị ám mùi, chính điều này đã vô tình đánh mất đi không gian thoáng đãng và trong lành của không gian thờ cúng. Bởi vậy, khi lựa chọn vị trí đặt bàn thờ, bạn cũng nên hết sức phải lưu ý. Thứ tư, không nên đặt bàn thờ đối diện với cửa nhà vệ sinh. Tất nhiên, chúng ta đều biết rằng nhà vệ sinh và phòng tắm là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong ngôi nhà. Đây cũng chính là nơi để thải ra những chất ô uế nên tuyệt đối không được để gần với nơi linh thiêng trong gia đình. Chính việc đặt bàn thờ tại vị trí đối diện với cửa phòng vệ sinh này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào gian thờ. Hơn nữa, các luồng khí âm có trong nhà vệ sinh cũng sẽ khiến cho không gian linh thiêng bị ô uế và có thể làm giảm đi vượng khí trong nhà của bạn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không ít đến tài vận và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay mà Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.